Đây mình để gà thao xong rồi bạn. Rồi mình để nước giấm đường, nước mắm vô nha. Đó, một thao luôn. Kẹo kẹo gì ngon quá. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Lại là mình đây. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ món dưa chua thập cẩm. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích món này, hãy vào làm cùng mình. Mời cô chú anh chị và các bạn. Nguyên liệu của mình có cải sậy, cải trắng, cải đỏ và cải thảo. Một bắp cải thảo mình cũng rửa sạch luôn các bạn. Dưa leo, ngó sen và ớt. Ớt này mình có 100 gram nè, gần 100 gram. Tổng cộng dưa leo, bắp cải rồi của mình hết là 3,5 kg nữa bạn. Rồi bây giờ mình sẽ sắt nha. Cải sậy này mình sắt xéo xéo nữa bạn. Mình sắt xong rồi mình sẽ chia sẻ tiếp nguyên liệu nữa cho các bạn nha. Leo mình cũng sắt xéo xéo vậy luôn. Cái này mình lấy hộp cái luôn nữa bạn. Mình làm không cho mất thời gian nên mình làm trước luôn. Củ cải này mình sắt ra làm 3 khúc, làm cho đều đều các bạn, mình chẻ như vậy nha. Mình sắt nó nhỏ nhỏ vậy nè. Đây cải đỏ mình cũng sắt tương tự vậy mà, chẻ cho nhìn. Mình sắt nó xe mình cũng sắt xéo xéo như vậy bà, sắt ngang gì cũng được đó nè, sắt gì cũng được. Mình sắt cải thảo luôn nha bà, đó mình rửa nè, từ bẹ luôn, nó sạch. Mình cũng sắt xéo xéo như luôn bà. Mình đã sắt xong hết rồi đó bạn. Đó. Còn gừng với ớt là mình để mình xay nha. Rồi mình sẽ luộc nha bạn. Mình bắt nước sôi lên sẵn luôn. Mình để vô 2 muỗng muối. Mình để muối nó tan nè các bạn. Rồi mình để cải vô trước nha. Cải sậy vô trước. Mình để vô. Mình trần qua cái là mình vớt ra liền nha các bạn. Chứ không có để lâu. Đây rồi mình vớt ra liền nha. Mình để vô cái thau nước đá nè các bạn. Đây mình luộc cái đỏ. Mình làm tương tự như vậy các bạn. Mình để vô cái là mình vớt ra. Chứ mình không có để lâu. Để vô thau nước đá luôn. Cải thảo tiếp tục. Trọng điều là mình vớt ra nha các bạn. Lên luôn, vô hết luôn. Đây, vớt cho nó xanh vậy các bạn. Một thao dung trùng luôn. Để nó sen cho mình chụm luôn. Hết cho luôn. Xong ngay. Đây các bạn ơi. Mình làm gì nó lạnh lạnh, giòn giòn, ngon lắm bạn. Rồi mình vớt cho cái gỗ nha, mình để cho nó ráo nha. Xanh xanh đỏ đỏ luôn. Này mình để cho ráo là được. Đây, ớt với gừng mình đã xay nhuyễn rồi nè bạn. Xay chống cối này nhanh lắm. Bây giờ mình sẽ đi nấu giấm đường nước mắm nha các bạn. Đây mình có 1 kg đường nè, nước mắm chay và giấm. Giấm này mình mua ở chợ luôn bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đi nấu thôi. Mình để 1 kg đường nha. Mình sẽ đổ 2 chén giấm này nha. Giấm này cũng hơi chua nữa mà.
một chén. Cái chén này chén ăn cơm nha. Chén đây, nước mắm mình cũng lượt hai chén luôn nha. Này nước mắm chay này rất ngon mà. Chén chén rồi mình nấu cho kẹo lại. Đây mình nấu lại kẹo kẹo nha các bạn. Đó, kẹo kẹo vậy là được nè. Này mình nấu 20 phút rồi nè. Đó, mình tắt lửa nha. Tắt lửa mình để cho nguội, mình để gừng với ớt vào nha. Nước giấm đường của mình nó kẹo vậy nữa bạn. Mình để nguội vậy nha. Các bạn nhớ để cho thật nguội nha. Rồi mình sẽ để ớt vào. Ớt. Mình để cho nó ngon mà. Bạn có ớt Hàn Quốc hay hoặc ớt khô mình để thêm vô cho nó màu nó lên đẹp. Mình không có nên mình làm ớt trái không mà. Đó, nó kẹo kẹo vậy nè. Mình làm kẹo kẹo vậy nè, mình để vô cái dưa của mình ăn để lâu được mà. Cải mình cũng để gáo luôn các bạn. Rồi mình để vô cái thau này nha. Để thau này trộn cho nó dễ. Đây mình để ra thau xong rồi các bạn. Rồi mình để nước giấm đường nước mắm vô nha. Đó, một thau luôn. Kẹo kẹo gì ngon quá. Đây mình đã để nước mắm đường vô đây mình trộn lên các bạn. Này mình cũng ít ăn tỏi lắm bạn ơi. Nên mình không có để tỏi, nhưng mà ăn tỏi thì mình để vô nha. Nước nó kẹo kẹo thì rất ngon nè. Đó. Kẹo kẹo nè. Cái này mình trộn gì mình để 2 ngày là ăn được quá. Đó, mình trộn đều vậy rồi mình để vô keo nha. Mình để vô cái keo này. Keo này các bạn nhớ rửa thật sạch và mình lau thật khô nha. Thì chứ mình làm không sạch là mình để vô nó bị mốc các bạn. Rồi mình để vô keo thôi. Đây mình làm vô keo hết luôn bạn, vô đủ luôn. Vô đủ keo này luôn. Mình để thêm vài trái ớt trên mặt nữa nha. Nó đẹp đẹp. Đây mình ém xuống cho nó ướt thấm nước các bạn. Mình làm cái keo này là 5 lít đó bạn, là vừa đủ luôn đó. Mình đậy nắp lên nha. Nó có cái nắp nhỏ nè. Nắp bự nè. Rồi mình để 2 ngày là ăn được các bạn. Xem nhai. Hủ dưa chua của mình để được 2 ngày nữa các bạn. Giờ mình khui ra mời các bạn thưởng thức cùng mình nhé. Đó, ớt các bạn ơi. Ngon. Cái này mình ăn nhiều mình gấp ra nhiều thôi các bạn. Ngon luôn. Dưa leo, dưa cải. Đây, mình gấp ra nhiêu nữa bạn. Mình ăn với đậu hũ nha. Ăn chua chua. Cái đậu hũ này mình chiên đậu hũ tươi luôn bạn. Đây, mời cô chú anh chị bạn thưởng thức cùng mình. Giòn ngon bạn. Ngọt ngọt. Chua chua. Rất ngon luôn bạn ơi. Miếng đậu hũ. Đậu hũ này đậu hũ trắng mình mua về mình chiên lại nữa bạn. Mời cô chú anh chị bạn thưởng thức cùng mình nhé. Lạc lạc. Ăn với đồ chua rất ngon luôn bạn ơi. Ăn miếng dừng clip luôn bà. Ăn là ghiền.
ngon quá, ngon dễ làm nhanh gọn rất ngon. Thôi mình dừng clip tại đây luôn các bạn ơi, bye bye các bạn. Nếu các bạn yêu thích mình hãy tặng kênh một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và các bạn thấy cách mình làm hay các bạn hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, bye bye.